Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình cập nhật thêm một số những cái thông tin từ cái dự án cái kèo BNB đó. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là gửi staking để chúng ta lấy lãi. Thì cái lãi ở cái dự án này cực kỳ là cao nha các bạn. Thì khi mà các bạn claim được cái đồng BDOG về thì các bạn có thể là gửi staking lấy lãi. Thì cái phần trăm lãi cực kỳ là cao nha các bạn. Ở đây là 17.928,04% nha các bạn. Cực kỳ là khủng luôn nha các bạn. Và ở đây thì cái số lượng mà BDOG họ đang gửi staking khá là cao. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn là chi tiết cái cách để chúng ta staking cái để chúng ta lấy lãi cái đồng BDOG này. Thì cái kèo này thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn ở trên kênh cách đây 2 giờ. Thì cái điều kiện của nó là chúng ta trong ví của chúng ta là phải hold cái đồng Pepe hoặc là cái đồng IDOG, hoặc là các bạn có thể là hold ở trong ví của các bạn cái đồng cái NFT BAB của sàn Binance. Thì rất là nhiều anh em con mình với mình là bây giờ là liệu mua những cái đồng này ở trong ví thì có được hưởng cái claim hay không. Thì cái này để trong trong dự án thì mình không thấy họ có nói là hold trước thời gian nào. Thì các bạn cứ thử mua, các bạn hold thử gửi về ví, các bạn vào các bạn claim xem có được hay không nhé. Thì trước khi mà mình hướng dẫn cho các bạn gửi staking để lấy lãi thì mình sẽ cập nhật thông tin cho các bạn tìm hiểu kỹ hơn về cái điều kiện cũng như là về cái dự án này để chúng ta tìm hiểu nhé. Đây, thông tin về dự án BNB Dog nhé. AI là một thử nghiệm mảng trong hệ sinh thái chuỗi BNB. Và đây là câu chuyện về việc trở lại BNB City và những người tạo ra giao thức BNB Dog. AI là một nhóm sinh vật AI đam mê dành riêng cho MetaVC. Và họ đặt mục tiêu cộng tác với cộng đồng để phát triển một bộ sản phẩm AI Web 3 mạnh mẽ. Và nhóm hiểu công nghệ và không tiếp thị. Cộng đồng sẽ nhận sự phân phối mã thông báo công bằng. Đây chỉ là giai đoạn ban đầu và đây là một chương trình giới thiệu trọn đời. Và ở bên dưới người ta có cung cấp cho chúng ta cái mã hợp đồng nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các thông tin, chia sẻ thêm thông tin cho các bạn về cái yêu cầu AROP này. Để cho các bạn có nắm rõ được về cái điều kiện cũng như là các cái thông tin về cái dự án này. Giới thiệu này, bước đầu tiên của giao thức BNB Dog AI là phân phối BDOG một cách công bằng và phi tập trung cho các thành viên trong cộng đồng. Số lượng này. Số lượng ở đây là tổng nguồn cung phân phối là 210 triệu tỷ, khá là nhiều nha các bạn. Và trong thời gian là 31 ngày, tức là 1 tháng nha các bạn. Và các mã thông báo chưa xác nhận sẽ được sử dụng cho các ưu đãi hệ sinh thái trong tương lai và các ưu đãi hỗ trợ sớm và dài hạn. Đồng thời một số mã thông báo sẽ bị đốt cháy. Thì Ninh yêu cầu này, quy tắc này, yêu cầu quy tắc những người nắm giữ BB và IDOG hoặc BAB token mã thông báo ràng buộc tài khoản Binance đủ điều kiện để yêu cầu AROP và dựa trên ảnh chụp nhanh. Đó, phương thức yêu cầu bồi thường, những người dùng có thể yêu cầu BDOG bằng cách là đăng nhập vào ví của họ ở trên trang web chính thức, nó sẽ đến trước, được phục vụ trước và khi hết thì nó sẽ không còn nha các bạn. Ở đây, cái thông số này là cái thông số mà về cái số người nắm giữ này. Rồi tiếp theo là mình chia sẻ thêm cho các bạn về cái phần mà phần thưởng cho lời mời nhé. Phần thưởng lời mời, bất kỳ ai cũng có thể tạo liên kết duy nhất của riêng mình và lời mời những người bạn đủ điều kiện nhận AROP để nhận BDOG AROP. Người mời có thể nhận được phần thưởng bổ sung là 5% số tiền mã mà người mời được yêu cầu và phần thưởng sẽ được tự động chuyển đến địa chỉ ví sau khi mời thành công. Tức là các bạn mời thành công, các bạn mời một bạn mà bạn đó claim thành công về ví thì cái số phần trăm 5% phần thưởng BDOG của các bạn cũng sẽ được trả trực tiếp về ví chứ các bạn không cần phải và claim về đó, trả thẳng trực tiếp về ví luôn nha các bạn. Rồi thì chương trình giới thiệu trọn đời, bất kỳ ai sử dụng liên kết giới thiệu để yêu cầu AROP sẽ hình thành mối quan hệ giới thiệu giữa người mời và người được mời. Người mời sẽ nhận được tiền thưởng 1% cho các giao dịch mua hoặc bán của người được mời, khoản tiền này sẽ vẫn có hiệu lực. Tức là cái phần trăm khi bạn sẽ được hưởng 1% khi bạn tuyến dưới các bạn mua cái đồng BDOG này. Rồi tiếp theo này mình chia sẻ cho các bạn về cái phần cổ phần nhé. Đây là cái phần staking này. Chủ sở hữu BDOG có thể đặt cược mã thông báo BDOG thông qua trang kiếm tiền để nhận phần thưởng. 2% khối lượng giao dịch BDOG sẽ được phân phối dưới dạng phần thưởng cho người tham gia. Rồi bây giờ thì
mình sẽ hướng dẫn cho các bạn stacking. Thì khi các bạn nhận claim xong cái đồng BDoc này về ví thì các bạn vào truy cập trở lại cái trang BNBDoc AI nhé. Thì các bạn kéo lên trên cho mình, thì ở đây nó sẽ có mấy cái hình biểu tượng hình cái con chó đây, thì các bạn bấm vào cái hình mà nét nhất đây này, BDoc nhé, các bạn kích vào đây. Rồi thì cái phần trăm lãi suất này là 13.862 nhé. Cái này nó sẽ đang bị giảm dần nhé các bạn. Thì các bạn có, các bạn gửi càng sớm càng tốt thì các bạn sẽ được hưởng lợi phần trăm cực kỳ là cao. Thì các bạn gửi sớm cho mình. Thì ở đây thì mình gửi staking, thì mình đang gửi là 4 triệu tỷ token BDoc. Thì mình đang sửa staking, thì các bạn có cái chưa có cái mới đầu tiên các bạn chưa staking thì các bạn sẽ không thấy cái số dư ở đây. Thì các bạn kích vào cái phần Take Move này này, các bạn kích vào đây thì nó sẽ kết nối với ví của chúng ta. Sau đó thì các bạn đồng ý kết nối ví, thì cái giao dịch này thì các bạn sẽ mất một khoản phí cái đồng BNB nhé, một khoản cực kỳ là nhỏ thôi, chưa đến 1/3 đô nhé các bạn. Thì sau đó thì các bạn gửi vào, các bạn gửi staking xong thì các bạn sẽ thấy cái lãi của nó sẽ trả xuống bên dưới này. Như ở đây thì mình đã gửi cách đây khoảng 30 phút thì mình đã lãi rất là nhiều rồi. Thì ở đây là mình đã lãi là 2.130 tỷ BDoc nhé. Thì khi các bạn có cái số dư ở đây thì các bạn kích vào cái nút claim này, các bạn claim về ví cho mình, hoặc các bạn có thể gửi ngược lại nhé. Ví dụ các bạn claim về, đây là mình sẽ claim về này, đây là cái số lãi của mình nhé. Đó, mình sẽ claim về. Claim về thì các bạn sẽ mất một khoản phí nhỏ nhỏ thôi, 0,26 đô cái đồng BNB thôi. Đấy, mình sẽ claim luôn về ví nha các bạn. Đó, transfer này đang giao dịch nhé. Rồi như vậy là mình đã claim hết cái số BDoc rồi nhé. Thì các bạn muốn gửi cái ngược lại cái số dư các bạn vừa claim về ví ấy. Đây, số dư về ví rồi nha các bạn. Đây, báo Bitget đã báo về ví rồi. Thì các bạn nhấn tiếp vào cái nút Take này này. Đó, thì các bạn lại nhấn mark cho mình. Đây là cái số mà mình vừa claim về. Thì mình lại gửi Take tiếp vào. Đó, các bạn lại cứ tiếp tục các bạn Take vào nhé. Thì mỗi một lần Take thì các bạn sẽ mất một khoản phí đồng BNB. Thì các bạn lưu ý cho mình. Đây mình sẽ xác nhận này. Đó, mình sẽ gửi Take thêm vào nhé. Đó, như vậy là mình đã gửi Take thêm thì cái số dư của mình nó sẽ cộng dồn hết cả lên trên này nha các bạn. Thì cái các bạn gửi Take này thì các bạn có thể là rút bất kỳ lúc nào mà các bạn không muốn. Ví dụ như cái đồng BDoc này hiện tại cái giá nó đang tăng lên chẳng hạn, các bạn muốn rút về các bạn bán luôn thì các bạn nhấn vào nút withdraw cho mình. Đó, các bạn nhấn vào đây thì các bạn rút về. Hoặc là các bạn có thể là chọn cái số lượng các bạn không muốn rút hết, các bạn muốn rút một nửa chẳng hạn, thì các bạn nhấn nút withdraw thì các bạn sẽ rút về và các bạn bán luôn nhé. Đó, chứ cái này nó không ràng buộc là chúng ta gửi vào đây là trong thời gian bao nhiêu lâu chúng ta mới được rút. Và khi các bạn gửi staking vào đây thì các bạn thích lúc nào rút cũng được. Đó, thì các bạn thấy là vừa rồi mình mới gửi vào, mình vừa mới rút xong thì nó đã trả lãi luôn vào đây rồi nha các bạn. Thì lại các bạn lại tiếp tục các bạn claim. Thì nếu như các bạn mà có ít thì các bạn cứ để nhiều nhiều một chút, các bạn claim một lần một ngày, các bạn vào claim một lần cũng được nhé. Bởi vì là các bạn claim này nó sẽ là mất phí BNB, cho nên là các bạn có thể là một ngày hai ngày các bạn vào claim một lần được rồi. Đó, thì như vậy là vừa mình là mới rút xong thì nó lại đã tiếp tục nó trả thưởng vào đây nha các bạn. Thì nó trả thưởng theo không biết là mấy phút nó trả thưởng xuống dưới này một lần thì mình cũng không rõ nhé. Thì cái này thì các bạn có thể theo dõi để các bạn tìm hiểu. Rồi, ok, thì cái video này thì mình cũng chia sẻ khá là dài rồi. Mình xin được kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.